Nào vào Bye đây bye, chị đi. lại bà. Nào, bác sĩ Mạnh. Sao Sao rồi, giờ giờ này lại vẫn họ ổn à? chứ? Được lắm. Lúc đó anh, bác sĩ Mạnh, tôi đã nghỉ việc ở công ty cũ rồi. Tôi vốn tưởng chuyện trước kia không còn liên quan gì tới tôi nữa. Nhưng mà mấy hôm nay tự nhiên trên mạng cứ ùn ùn kéo tới rất nhiều hot search tràn ngập khắp nơi. Tôi lại bắt đầu hoang mang và rồi mất ngủ. Nhưng mà chuyện anh từng nói với tôi đâu có quan hệ trực tiếp với anh đâu. Vậy buổi đêm anh mất ngủ thì nghĩ những chuyện gì? Anh lo lắng điều gì? Tôi cũng không rõ nữa. Trước kia tôi không muốn bị người ta chửi mắng, nhất là bên A. Rõ ràng là tôi đã hết lòng, nhưng mà vô ích. Sau này tôi không chịu nổi nữa, vậy nên mới nghỉ việc đó thôi. Tôi cũng sợ thứ tôi cắt ghép đem lại phiền phức cho người khác, nhưng bây giờ xem ra thực sự đã đem lại phiền phức cho họ mất rồi. Nhưng mà mấy hôm nay, thật đó, cô phải tin tôi. Thực sự, có người đang theo dõi tôi. Tôi đoán là người theo dõi tôi có liên quan đến chuyện này. Phải, có thể cô sẽ nói là chắc tôi xem phim nhiều quá hay gì. Tôi cũng biết mấy chuyện như bắt cóc, mưu sát gì đó khó mà có thể xảy ra trong cuộc sống. Nhưng mà tôi không còn cách nào hết. Trạng thái hiện tại của tôi không thể kiểm soát nổi bản thân. Tôi rất hoang mang. Đi đường tôi cũng chọn chỗ đông người. Tôi nghĩ là như vậy sẽ an toàn hơn. Buổi tối cứ đi ngủ là chân lạnh buốt, toát mồ hôi lạnh, sau đó sẽ run bần bật. Tóm lại thật sự rất khó ngủ. Anh không cần phải căng thẳng, bệnh viện vẫn rất an toàn. Không sao. Bác sĩ Mạnh, sao cô vẫn ở đây vậy? Tôi tìm chủ nhiệm La nói chút chuyện. Chủ nhiệm La đi từ lâu rồi. Hôm nay anh ấy có buổi tọa đàm ở trường. Sáng nay tôi thấy anh ấy đi cùng với Dương Manh rồi. Sao cô không đi vậy? Có ai thông báo cho tôi đâu. Bình thường những sự kiện như vậy anh ấy không thể nào không gọi cô. Có thể chủ nhiệm La thấy công việc của tôi nhiều quá, bận túi bụi. Ai đi cũng như nhau thôi.